Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, sau khi có đơn từ nhiệm của ông Phạm Anh Tuấn, giám đốc điều hành mới của trang web nhóm mua, trang web cùng mua lớn tại Việt Nam, thì đến thời điểm này nhóm mua vẫn chưa xác định được ban điều hành. Trao đổi với BNC, ông Tom Trần, giám đốc điều hành cũ nhóm mua cho biết vẫn đang làm việc với ông Vũ Thành Trung là cổ đông lớn nhất của các nhà đầu tư vào nhóm mua để xác định ai sẽ là người điều hành nhóm mua. Nếu có đề nghị tiếp nhận từ phía nhà đầu tư, ông sẽ tiếp nhận lại vị trí điều hành. Đại diện của nhóm, ông Tom Trần cũng khẳng định hiện hai văn phòng của nhóm mua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng làm việc và chưa có thông tin khi nào sẽ làm việc trở lại theo chỉ đạo của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trang web của nhóm này vẫn hoạt động bình thường. Giám đốc điều hành cũ của nhóm mua, ông Tom Trần chiều nay cũng đã gửi công văn cho các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, cam kết sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của nhóm để đảm bảo lợi ích của nhà cung cấp và người tiêu dùng. Hiện đã có một số khách hàng mua voucher của nhóm mua cho biết bị từ chối thanh toán. Đại diện công ty này cho biết khách hàng có thể liên hệ đường dây nóng của công ty để giải quyết các quyền lợi. Thưa quý vị, ngay sau thông tin của chúng tôi về tình hình hoạt động của nhóm mua, nhiều khách hàng là nhà cung cấp và người tiêu dùng đã liên hệ với BNC bày tỏ việc lo lắng về việc sử dụng các voucher của nhóm mua. Chúng tôi đã đề cập vấn đề này với giám đốc điều hành cũ của công ty nhóm mua, ông Tom Trần, trong một phỏng vấn ngắn sau đây. À, thưa ông, thì hiện nay thì có rất là nhiều cái thông tin không rõ ràng về cái tình hình hoạt động của nhóm mua, thì ông có thể cho biết là đến thời điểm này vấn đề này cụ thể như thế nào? Là trong cái tình hình này là mình cũng muốn bàn giao với công ty qua cho cái người ban giám đốc mới, mà sáng nay là mà bên đây cũng nhận được cái email là cái tình hình này nó đang thay đổi, thì cho cái vai trò này mình cũng chưa có cái chi tiết rõ ràng là cái sự thật này nó đã tới mức nào. Như vậy thì nếu như mà ban giám đốc mới mà từ nhiệm thì cái việc tiếp quản công ty sẽ được thực hiện như thế nào? Nếu mà ban giám đốc từ nhiệm á, là bên Tom và anh Trung sẽ có cái trách nhiệm để vô công ty và giải quyết tất cả những cái chuyện mà vừa rồi xảy ra từ 13 tháng 11 tới ngày hôm nay, để có một cái rõ ràng là thứ nhất là ban giám đốc mới đưa cái bãi nhiệm rõ ràng, bàn giao. Thì từ lúc đó Tom và những cái người ban giám đốc cũ sẽ lấy cái trách nhiệm đó và đi theo cái bước kế tiếp. Hiện nay thì ông có nắm được là cái tình hình hoạt động của công ty ngày hôm nay như thế nào? Cái chuyện mà tình hình của hoạt động của công ty á, là Tom hiểu rất là hiểu về cái chuyện hoạt động của công ty, nên Tom có thể đảm bảo được á, là từ cái số tiền tài chính trong công ty, từ cái chuyện mà trách nhiệm uy tín là Tom đảm bảo được cái chuyện đó, và cái đó là cái Tom đảm bảo được. Những cái chuyện mà bàn giao qua đó, cái đó là Tom chưa biết cái bàn giao cái gì thôi. Mình không thể nào mà trả lời được cái câu hỏi đó, từng khi nào mình biết là mình được bàn giao cái gì. Trong cái thời gian mà gọi là chưa xác định được là ai sẽ là người điều hành công ty trong lúc này, thì liệu là những cái người tiêu dùng, những cái nhà cung cấp, người ta nếu mà người ta lo lắng về các cái voucher của nhóm mua thì người ta sẽ phải làm như thế nào? Thì theo cái chuyện này á, là cái uy tín của nhóm mua, cái tiền của công ty đủ đáp ứng được cái chuyện đó. Thì đầu tiên nhất là Tom á, nếu mà đã lấy được cái công ty, đã vô được cái theo các pháp lệ mà mình vô được á, đầu tiên mình sẽ tổ chức gặp tất cả merchant là cho họ biết là cái số tiền và cái thanh toán này là đúng là có như vậy, và để đảm bảo là tất cả cái voucher của người sử dụng có thể sử dụng được cái chuyện đó. Và nếu mà có cái gì mà sự cố nó xảy ra, sẵn sàng có người đi ra lấy những cái số tiền, những cái voucher đó và trả tiền cho người tiêu dùng. Thời gian xử lý sẽ như thế nào? Vậy thứ nhất là mình còn phải có một cái cam kết từ quỹ đầu tư là họ là người rút lui. Thứ hai là bên Cao Phạm và những cái ban giám đốc mới bàn giao cho bên Tom 100%. Từ lúc đó đó Tom mới xử lý tất cả những cái chuyện mà còn lại. Thứ nhất là merchant, thứ hai là người cung cấp dịch vụ và cái người sử dụng. Về cái cá nhân của tôi á, và cái tâm của tôi á, là có thể là hôm nay là muốn giải quyết cái chuyện này càng sớm càng tốt. Cảm ơn là gì? Vâng, các thông tin liên quan đến tình hình công ty nhóm mua sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình sau.